Quên mất. Xin lỗi, quên mở tiếng ha. Chúng ta qua cái rồi, kính chào sư, sư cho con hỏi, nữ hoàng nước Anh đã mệnh chung lúc còn sống, bà là vị vua trị vì lâu nhất lịch sử nước Anh, tuy không có cai trị nhưng bà được người dân nước Anh và các nước thuộc địa thuộc Liên hiệp Anh tôn kính. Vậy các kiếp trước bà đã làm những công đức như thế nào để đời này bà có phước báo như vậy ạ? Mong sư hoan hỷ giải đáp cho con. Đây. Thưa với quý vị đó, trước khi sư trả lời thì nó có sư cần phải nói trước với quý vị như thế này, để chúng ta có cái sự sẵn sàng về tâm lý ha. Tức là khi mà nói về một người á, thì có những người thích và có những người ghét. Giống như Đức Thế Tôn đã nói trong Kinh Pháp Cú là xưa, vị lai và nay đâu có sự kiện này, kẻ hoàn toàn bị trách, người chỉ được khen hay. Một người không phải là thánh nhân, mà khi họ không phải là thánh thì họ có những cái điểm tốt và những điểm xấu. Và ngay cả Đức Thế Tôn đó, một vị chánh đẳng giác, mà còn có người khen người chê mà. Tuy nhiên khi chúng ta nói về một người cụ thể nào đó thì chúng ta không nên để cái sự thương ghét nó chi phối. Sư lấy ví dụ, sư không thích ông Kim Jong Un tại vì cái cách mà ổng hành xử với người dân trong cái đất nước của ổng, thì thú thật là sư không thích. Nhưng điều đó không có nghĩa là sư không có công nhận những cái mặt tốt, những cái điểm, những cái phước báo của ổng. Điều đó không có nghĩa là sư sẽ phủ nhận cái đó. Và ở trong Phật giáo là sư tôn kính Đức Thế Tôn, nhưng điều đó không có nghĩa là sư sẽ không nói về những sai lầm khi Ngài còn là Bồ Tát. Ví dụ như Ngài khổ hạnh 6 năm rừng già bởi vì ngày xưa Ngài đã ngã mạng khi mà nói về một vị chánh đẳng giác khác chẳng hạn, hoặc là do ngày xưa Ngài tạo ác nghiệp cho nên là cuối đời là Ngài phải bị bệnh kiết lỵ. Cho nên chúng ta nên, khi chúng ta nói về một người nào đó, nên tránh thái độ thiên vị vì thích hoặc vì ghét. Đó, trước hết là sư muốn quý vị cần phải chuẩn bị tâm lý này trước ha. Rồi, đầu tiên thì bây giờ thì sư sẽ không nói về những gì mà nữ hoàng Anh Elizabeth đã làm ở trong cái kiếp hiện tại này, mà mình chỉ nói về những cái quả mà bà đã nhận được và cái nghiệp và quả của nghiệp do đâu, kiếp trước bà đã làm gì để được cái quả này. Đầu tiên, cái chuyện chúng ta dễ thấy nhất là bà có tuổi thọ ha. Thì bà là người trị vì, gọi là cái người sống rất là lâu, rất là thọ. Thì với cái người sống thọ như vậy đó, cái quả báo, đây là cái quả báo từ cái việc là kiếp trước mình không có sát sanh. Đó, quý vị để ý đi. Và từ kiếp trước đó, nó sẽ biểu hiện ra cái đời này đó là gì? Hình như là bà cũng không có thú vui săn bắn nè. Bà cũng không có gọi là thúc đẩy chiến tranh, mà thậm chí là bà là cái người gọi là dẫn đầu trong cái việc là từ bỏ những cái thuộc địa của anh. Đó. Nhưng mà thôi, cái đó là nhiều người họ thích họ ghét thì họ rất là nhiều sự tranh cãi. Mà sư chỉ nói ở đây đó là cái việc là cái tuổi thọ đó nó thể hiện cái gì, là ở kiếp quá khứ bà đã giữ cái giới không sát sanh ha. Cái thứ hai là bà có sức khỏe, cho đến khi cái tuổi già bà vẫn có sức khỏe. Thì cái sức khỏe đó là do một chúng sanh mà muốn có sức khỏe thì ở cái đời quá khứ, ở cái kiếp quá khứ là không có làm cho chúng sanh khác đau khổ bằng vũ khí hoặc bằng miệng lưỡi. Tức là mình đánh đập người ta nè, mình mắng chửi người ta làm người ta đau khổ thì nó sẽ cho quả báo là mình yếu đuối, nhiều bệnh. Thí dụ như sư
sư cái thể tạng của sư cũng yếu, nhiều bệnh là biết, hồi xưa cái thứ này cũng làm người ta khổ nhiều lắm. Đó. Rồi cái thứ ba là mình thấy là bà từ khi còn trẻ đó nha, khi còn trẻ khi thì bà cũng có sắc đẹp, và đến khi về già thì bà cũng đẹp lão. Thì cái đẹp này đó là do đâu? Cái đẹp nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà một cái nguyên nhân mà được tán thán nhiều nhất đó chính là không có tâm sân và sống bằng từ tâm. Thì khi mà mình sống bằng từ tâm á, đời sau sanh ra thì mình sẽ có sắc đẹp. Mà cái sắc đẹp này đó, nó có một đặc điểm mà các thể loại sắc đẹp khác không có. Đó là gì? Cái sắc đẹp này đó, nó làm cho người ta quý mến, làm cho người ta kính trọng, chứ không làm cho người ta nổi cái dục lạc, nổi cái lòng tham dục. Quý vị để ý đi, có một số loại sắc đẹp á, người ta nhìn người ta chỉ nổi lòng dục thôi. Nhưng một số cái sắc đẹp á, người ta nhìn là người ta mến liền, người ta nhìn người ta mến. Do đâu có sự khác biệt? Khi mà mình được cái phước sắc đẹp mà mình có từ cái việc là mình từ tâm, không có sân tâm á, nó sẽ cho quả báo là sắc đẹp của mình á, được người ta mến mộ, được người ta quý mến, mà người ta không nảy sinh lòng dục. Còn nếu như sắc đẹp mình có được nhờ những cái phước báo khác, ví dụ như bố thí cũng có sắc đẹp, giữ giới thì cũng sắc đẹp đó. Nhưng mà khi mà cái sắc đẹp đó, sư lấy ví dụ nha, mình ví dụ như mình giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà mình nguyện là cho đời sau con đẹp, thì coi chừng cái giới, cái sắc đẹp đó nó cũng làm cho người ta mến, cũng làm cho người ta mến nha. Nhưng mà sư không chắc cái chuyện là nó không làm cho người ta nảy sanh cái lòng dục. Nhưng mà còn cái sắc đẹp mà mình có được từ những cái không bền vững lắm, ví dụ như là từ bố thí. Bố thí có sắc đẹp đảm bảo. Quý vị bố thí tiền bạc ha, bố thí tài sản nè, bố thí y phục, bố thí tất cả các thể loại bố thí mà quý vị có lòng mong mỏi sắc đẹp á, thì mình cũng có sắc đẹp. Nhưng mà coi chừng nha, sắc đẹp đó nó không được cái phước. Quý vị nhớ nha, cái sắc đẹp mình á, mà làm cho chúng sanh không nảy sinh lòng dục á, nó là cái phước nha. Thì nó không được cái phước đó, không có cái phước mà khiến cho chúng sanh khi nhìn vào mình không có nảy sinh lòng dục. Thành ra sắc đẹp từ tâm á, không có, do không có sân tâm, là một sắc đẹp được tán thán nhất trong tất cả các thể loại mà để có được sắc đẹp. Rồi cái tiếp thứ tư là cái sự giàu sang. Thì cái sự giàu sang ở đây là nhờ cái phước gì? Phước bố thí. Đó là điều chắc chắn nè. Hơn nữa cái chuyện giữ giới cũng đem lại kết quả quả báo giàu sang. Thì mình sẽ có hai quả báo, hai cái nhân. Một là nhân bố thí, hai là nhân giữ giới. Rồi ngoài ra chúng ta còn để ý nè, là bà còn có một cái biểu hiện nữa là quyến thuộc đông đảo, có nhiều quyến thuộc. Thì điều đó làm cho chúng ta liên tưởng đến Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói là có bốn hạng người. Một là cái người tự mình bố thí mà không kêu gọi người khác bố thí. Thì cái người này đó, đời sau sanh ra, bản thân cá nhân họ là giàu sang, nhưng họ không có quyến thuộc. Cái loại thứ hai là người kêu gọi người khác bố thí, nhưng bản thân họ không có bố thí. Thì đời sau sanh ra, bản thân họ không có giàu, nhưng họ có đông quyến thuộc. Cái loại thứ ba đó là bản thân họ có bố thí và họ cũng kêu gọi người khác bố thí. Thì nó sẽ cho quả báo là đời sau sanh ra, bản thân họ giàu sang và họ có đông quyến thuộc, cũng giàu sang. Và thứ tư là cái người không bố thí mà cũng không kêu gọi người khác bố thí. Thì cái loại này đó, đời sau sanh ra là không có giàu, là nghèo khó và cũng không có quyến thuộc. Thì chúng ta nhìn vào bà nữ hoàng Anh thì chúng ta thấy là bà giàu và bà có đông quyến thuộc. Thì một cái khả năng rất lớn là cái nhân quá khứ là bà vừa bố thí mà bà vừa kêu gọi người khác bố thí. Cho nên là đời này bà giàu và quyến thuộc của bà cũng giàu. Rồi một điều nữa đó là bà sanh vào cái dòng dõi cao quý. Dòng dõi hoàng gia là chắc chắn dòng dõi cao quý rồi. Thì
cái phước mà để mình sanh vào dòng dõi cao quý là cái phước cung kính, không có ngã mạn. Khi mà mình không coi thường người khác, mình không có ngã mạn á, thì mình sẽ được cái phước là sanh vào cái dòng dõi cao sang. Sư thấy một cái, đọc một cái câu chuyện là thú vị về nữ hoàng Anh, là có một cái đôi vợ chồng đặt một cái buổi tiệc cưới ở cái nhà hàng. Thì được biết là nhà hàng ngày hôm đó là cũng có mời nữ hoàng tới nữa. Thì đôi vợ chồng chỉ cái lòng tôn kính mà thì chỉ cũng gửi cái thiệp mời tới nữ hoàng, thì nói là thì nếu mà bà có thời gian, nữ hoàng có thời gian thì ghé thăm tụi con. Thì bà tới thiệt. Mà bà tới thì bà cũng chia sẻ rất là gần gũi. Thì đó là cái gì? Cái sự không ngã mạn, quý vị. Thì nhờ cái sự không ngã mạn thì mình sẽ được sanh vào dòng dõi cao sang. Ráng, nếu muốn ai mà muốn sanh dòng dõi cao sang, đời sau mà được vào cái dòng dõi vua chúa đó, hoàng gia, thì có thể ráng giữ cái phước cung kính. Nhưng mà nó lại như vậy nè, để ý coi, có những người thuộc dòng dõi hoàng gia nhưng mà nghèo, họ chỉ có tiếng thôi, tức là tiếng là công tước nè, tiếng là quý tộc nè, nhưng mà quý tộc nghèo, hoặc là tiếng là vua đó mà vua cũng rất rất là nghèo. Do đâu? Do mình có sự cung kính mà mình không có sự bố thí. Đó là mình nói qua về những cái điểm tốt ha. Mình đã nói qua về những điểm tốt. Rồi bây giờ như sư nói đó, mình cũng phải nói về những cái khuyết điểm, một vài cái khuyết điểm. Phải thừa nhận là có khuyết điểm. Khuyết điểm mà mình thấy dễ thấy nhất đó chính là bà không có quyền lực thực tế. Một vị vua mà gọi là vua đúng nghĩa đó, là phải có quyền lực thực tế, tức là dân là dân của mình nha. Tôi nắm toàn quyền, tôi muốn làm như thế nào đó là tôi làm. Thứ nhất là tôi nắm toàn quyền. Thứ hai, tôi phải nắm cái quyền quân đội, tôi phải nắm cái quyền kinh tế, nói chung là cái quyền lập pháp, hành pháp, tất cả các quyền là vị vua phải nắm trong tay. Nhưng mà bà thiếu cái đó. Thì từ cái này đó thì chúng ta thấy một việc, đó là đời trước là bà làm thiện, nhưng mà cái thiện này nó chưa hoàn chỉnh, cái thiện này nó có khiếm khuyết. Xin lấy ví dụ như ở đời á, ở trong kinh Tạng có một cái một vị bà la môn rất là giàu, nhưng mà cái kiểu sống của người này á, là cái kiểu sống rất là cùng khổ, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tiền không dám xài, tiền cứ chất đóng vậy đó, rồi tới hồi chết bỏ hết tài sản lại. Vua Bá Xê Na Đí đến hỏi Đức Thế Tôn là tại sao có người lạ như vậy, tức là giàu nhưng mà giống như giữ của vậy thôi, chứ ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Mặc đồ thì nó hà tiện đó. Thì vua Bá Xê Na Đí mới nói là Đức Thế Tôn mới nói là do đời trước cái vị này đã từng bố thí cho một vị độc giác, thì nhưng mà sau khi bố thí rồi đó là vị này nghĩ hối hận như thế này nè, là mình bố thí cho con chó thì nó còn giữ nhà, mình bố thí cho cái người ăn kẻ ở thì nó còn làm việc cho mình, chứ còn cho ông thầy chùa này thì ổng có làm cái gì đâu. Thì nảy sanh cái lòng hối hận á, thì chính cái lòng hối hận đó nó sẽ cho quả báo là đời sau á, cái người này đó rất là giàu, bố thí là giàu, nhưng mà do hối hận cho nên là không hưởng được trọn vẹn cái sự giàu sang đó. Thì chúng ta thấy đó, thì có thể là cái việc mà làm phước của bà đó, bà là cái phước mà chúng ta dễ thấy nhất là giữ giới nè, bố thí nè, có từ tâm, là ba cái phước lớn mà chúng ta thấy. Thì có thể là trong đây đó nó có một vài điểm nó còn chưa có hoàn thiện,
Chính bởi vì như vậy đó, chúng ta khi chúng ta làm bất kỳ cái phước nào á, chúng ta cũng ráng để chúng ta hoàn thiện được cái phước đó, nó có đầy đủ chi phần ha. Mà quý vị muốn biết thì vui lòng mà học các lớp giáo lý. Ví dụ như trong lớp giáo lý thì có nói về cái bố thí nè, thì trong đó sư sẽ phân tích, sư chia sẻ tất cả các cái đặc điểm mà nhờ những cái điều kiện đó, những đặc điểm đó mà cái sự bố thí của mình á, nó cho cái quả gọi là hoàn thiện nhất. Rồi nói về cái sự giữ giới thì trong cái việc giữ giới đó cũng có rất là nhiều những cái điều kiện, những cái yêu cầu mà khi mình đáp ứng đủ hết toàn bộ các điều kiện, các yêu cầu đó thì cái sự giữ giới của mình á, nó được hoàn chỉnh, nó không có sức mẻ miếng nào. Còn chúng ta còn một cái nữa mà nãy sư quên nói, đó là cái phước để làm vua, tức là bà làm nữ hoàng ấy. Xin thưa, không phải ai sanh vào cái dòng dõi cao sang cũng được làm vua ha. Nhiều khi mình chỉ lên làm hoàng tử, mình làm công chúa xong rồi thôi hết, không lên được làm vua. Chính bởi vì như vậy á, muốn được làm vua nó phải có cái phước đặc biệt. Cái phước đó là phước gì? Một là mình giữ bát quan trai giới. Quý vị giữ giới bát quan trai á, nó sẽ có cái phước làm vua nha. Rồi cái thứ hai là khi mình bố thí mà mình có nguyện vọng làm vua thì mình cũng sẽ được làm vua. Cho nên là đây là những cái quả báo mà chúng ta thấy quả, rồi từ cái quả đó chúng ta suy ra nhân. Còn các cái muốn mà chúng ta muốn làm sao để cho các cái quả báo chúng ta được hoàn chỉnh thì cái sự làm phước của mình cũng phải hoàn chỉnh. Thì sư đánh giá đây là một câu hỏi hay, bởi vì thông qua câu hỏi này đó, chúng ta sẽ có được một cái bài học nho nhỏ là sau này mình muốn làm nữ hoàng thì mình sẽ làm gì, hoặc là mình muốn làm vua thì mình sẽ cần tạo những cái phước gì. Tuy nhiên sư nhắc nha, sư nhắc kiểu gì thì kiểu mình cũng phải ráng tu Phật và học Phật. Tại vì nếu như mình không có tu thì khi mình hưởng cái quả lành thì mình cũng sẽ dùng, mình rất có khả năng là mình dùng cái quả lành đó để mình tạo ác nghiệp. Ví dụ như một số cái vị vua gọi là hung bạo ở trong lịch sử ha, đó quý vị thấy là họ có phước làm vua chứ đó. Tài sản họ có rất là nhiều, quyến thuộc họ cũng đông đảo, cũng giàu sang đầy đủ tất cả, nhưng họ lại dùng cái phước đó để họ tạo ác nghiệp. Cho nên cái quan trọng ở đây là chúng ta phải ráng hướng đến sự tu tập, hướng đến sự thoát khỏi những cái ô nhiễm của nội tâm, tức là gì? Sự tham lam nè, sự nóng giận nè, sự tà kiến ngu dốt. Đó là những cái mình phải hướng đến để mình diệt trừ đó. Còn nếu nếu không á, thì cái phước á, nó chưa chắc đã là tốt với mình đâu ha. Rồi thì không biết là sư Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không. Kính thưa Đức, kính thưa quý vị, thì sư cũng đánh giá câu hỏi này là một câu hỏi hay, để Đức Kinh Đại cũng khéo léo trả lời cái nào thú thật. Thú thật quý vị là đây một câu hỏi mà sư có nghiên cứu, cũng bản thân sư cũng có nghiên cứu qua trước đó rồi, và có hai cái khía cạnh như là Đức Kinh Đại có nói ban đầu đó, nó khá là nhạy cảm. Cho nên nếu mà không có cái sự khéo léo mà quý vị phải hiểu là đối với những câu hỏi tương tự như vậy thì quý vị nó có yếu tố về mặt chính trị trong đây, nếu mà không khéo léo trả lời nó xảy ra những cái hệ lụy rất là đáng tiếc. Mà đi Đức Hành Tại, sư nhận định Đức Hành Tại trả lời rất là khéo léo. Riêng bản thân sư thì thú thật quý vị là những câu hỏi này nè, sư rất là ngại trả lời. Mà hôm nay sư cũng bất ngờ, khá bất ngờ khi mà Đức Hành Tại
về cái phần đầu, phần giữa, phần cuối của câu hỏi này, Đức Hành Tuệ trả lời nó đối với sư, để bản thân sư nó khá là hoàn hảo. Và ở cuối câu hỏi, ở cuối, xin lỗi, là ở cuối câu trả lời, Đức Hành Tuệ cũng có cái lời khuyên quý vị đó, mà sư mong á là quý vị á hãy chú tâm vô cái lời cuối cùng mà Đại Đức nhắn gửi, là mình làm gì làm, cho dù mình có phát nguyện á, mình phát nguyện cái gì đi chăng nữa, tại vì ở đây là mình là vẫn còn phàm phu mà, đúng không? Mình phàm phu thì mình có những cái ước nguyện, những cái sở nguyện nó tùy theo cái phiền não của mình, cho nên cho dù nó, nhưng mà nó tóm lại á, cho dù quý vị có cái sự mà ước nguyện, sự chí nguyện đó, cái thiết tha ná đó là cái gì đi nữa, thì ngay trong hiện tại này nè, ngay trong hiện tại này quý vị đã biết được Phật pháp rồi, quý vị hãy cố gắng vun bồi cái trí tuệ. Trí tuệ rất là quan trọng quý vị, trí tuệ chính tức là chánh kiến, tại vì mai này trong sinh tử luân hồi, khi mà quý vị chưa có chứng đạt đạo và quả, quý vị chưa hướng tới niết bàn, thì cho dù quý vị có làm cái gì đi nữa, có làm vua, làm chúa, làm quan, làm những cái chức cao vọng trọng, thì quý vị nắm trong tay quyền lực lẫn về vật chất, thì khi mà có trí tuệ á, thì trí tuệ đó, cái trí tuệ đó nó đủ, nó giúp quý vị xử lý được những cái quyền lực, những cái tài sản đó theo cái hướng thiện và đi đến sớm giải thoát sinh tử luân hồi. Nên là rất là quan trọng. Còn nếu quý vị không có vun bồi cái trí tuệ, ở đây là chỉ nói là trí tuệ Phật pháp nha, chứ không phải là trí tuệ trí kiến thức, tức là trí tuệ xuất thế gian, chứ không phải trí tuệ thế gian đâu. Tại vì nếu mà trí tuệ thế gian thì quý vị vẫn còn trong trôi lăn trong tử luân hồi đau khổ thôi. Đó, cho nên là khi mà có trí tuệ thì Phật pháp, đặc biệt là Bát Nhã Ba La Mi, tức là trí tuệ Ba La Mật đó, thì cho dù quý vị là cái gì đi nữa, ví dụ có quyền lực cỡ nào, có vật chất nhiều, giàu sang của cải là tỷ phú thì thế nào đi nữa, thì cái nhân trí tuệ đó nó cũng giúp quý vị hướng đến cái điều tốt, cái điều thiện lành, cái điều cao thượng, cái điều cao thượng ở thế gian và cái điều cao thượng xuất thế gian. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi đây. Vâng, rất là cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ, và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.